Đây là trung tâm này mọi người ơi. Hello. Còn đây là Lê Trường. Lê Trường nói gì nó cũng vậy. Đó đi má. Mấy anh Lê Trường được chắc là hơi đậm. Mấy người, hai người cùng số báo danh gần nhau. Thì Lê Trường và Sông Tâm sẽ là người cùng nhau. Cũng tức là chị em tốt đúng không ạ? Cũng tức là cứ thi hết mình của mình thôi nha. Thì sao cũng được, nhưng mà trước sau cũng đã làm chung, đã làm việc chung cũng được mấy ngày. Thì nói chung là bốn tài nữa, là ba đứa là mẫu ba. Vô luôn đi tài, chia sẻ nè. Thì nói chung thì em cũng vậy, nhưng mà cũng vui thôi. Sao cũng được. Đã từng diễn sân khấu này rồi, bây giờ có hồi hộp nhiều không Xuân Tâm? Dạ vẫn hồi hộp anh ơi. Nó bận như cái ngày đầu tiên khi mà em đặt lên cực. Tăng volume lên chút cũng được, không sao đâu. Tăng volume lên, nói lớn lên chút. Tăng volume lên hả? Sao nói to ảnh hưởng mọi người. Không sao đâu, đâu có chương trình gì giờ đây. Dạ, nói chung là vẫn còn quyết tâm. 1, 2, 3. Nhưng mà sao đợt rồi anh thấy em không có diễn đều hồi Tết đó, đi đâu vậy? À dạ, tại vì em đi về quê á. Một năm em về có một lần, nên em tranh thủ về chứ không có diễn Tết. Thì em không có làm việc. Các khán giả có hỏi cho Xuân Tâm đâu không thấy cộng tác. Thì thấy phản hồi của khán giả về ba bạn trên các kênh YouTube á, thấy cũng cho em có đọc không? Dạ em cũng có đọc một vài clip á. Thì thấy sao mọi người em có thấy thì mọi người nói chung là tụi em cũng còn nhiều thiếu sót, nhưng mà có vẻ như mọi người quý tụi em là ở cái tinh thần của tụi em nhiều hơn. Làm sao vậy? Đúng rồi, tụi em vẫn vui vẻ. Còn tụi em cũng còn phải hoàn thiện nhiều nữa, cho nên là mong là quý khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ tụi em. Em xin hết ạ. Xin hết ạ. Sao hết? Hết nhanh quá vậy? Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi mọi người nhớ ủng hộ cuộc thi nha. Mọi người nhìn vậy thôi chứ ở trong đây là nguyên bộ nhất áo giáp nha mọi người. Mẹ má. Bữa đó thì đơn sơ thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nhất là học mà nó mình nên lồng lộn ở những cái khoảnh khắc là quan trọng mọi người, những cái lúc quan trọng phải lồng lộn. Nhưng mà anh có cái cảm nghĩ gì khi mà khán giả kêu anh về trước mày rất là đậm? Không, không sao đâu. Mình ăn cái nào đẹp mình vô cho mình thôi. Đi cạnh với anh lên trường rất là ok nha mọi người. Khi mà có ai mà hâm hi gì là anh rất là đau. Anh bảo ok em mọi người. Ok. Rất là lo. Mấy bạn có sắp xếp công việc như thế nào? Ví dụ như em đang làm văn phòng đúng không? Thì đến với cuộc thi này như thế nào? Còn Xuân Tâm, em đang làm gì? Dạ, nói chung là công việc của em nó cũng linh động á. Thì em làm bên mạng xã hội nên là em vẫn sắp xếp được, không sao hết. Là em làm hot TikTok thôi đúng không? Dạ em. Hay làm sao? Đa phần là chủ yếu kiếm tiền trên TikTok. Ồ, xuất sắc quá ha. Thì em có thể sắp xếp được để đi dự. Cái đó việc đó là chủ động của mình đúng không? Nó nằm trong cái chủ động. Còn trường sao? Danh Hello Tôi chuyên nghiệp đúng không? Không, còn như em thì chủ yếu là em sẽ chuyên về đầu tư nhiều hơn. Sẽ có gia đình cho chị. À, mình sẽ chọn một cái nghề mình quyết định thì nó sẽ ok. Mình sẽ tập trung vào thôi. Còn nếu bây giờ em sẽ làm ở ngoài đó thì em sẽ bỏ cái đầu tư, em sẽ quên. Thì bây giờ nói chung là em sẽ cố gắng chăm cái đầu tư thôi. Đúng là một người đàn ông có tốt. Mỗi cái em sẽ ổn rồi, cộng đồng ấy. Thật sự ra là em chứ vậy tờ của em nó cũng chậm mạnh lắm mọi người ơi, nên là lát nữa lên mà em bóc trúng số mà em không đọc được thì cái đó cũng xui rủi cho mọi người, tại vì em cũng mới biết đọc có lô tô thôi, những hôn lô tô thôi. Cái này là
anh mua lâu chưa? Hai bạn này là dân mới, lính mới. Cuốn sổ nhưng mà khi mà lên tới sân khấu thì nghe cái tiếng nhạc là chắc hát không vô nhịp, không có được bài nào bình thường. Là cái tâm đó chứ là anh tất tay. Chỉ đợi là hy vọng có dịp, có cơ, có được mình có được cơ hội để mình được vào đi để mình trao dòng hỏi những cái không chỉ cho mình để cái gì các sẽ làm. Ok. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn hai đứa. Hello người quen nè. Hello anh, Sài Gòn Daily. Mấy thuật đi kênh mấy thuật đi giờ kênh mấy thuật kinh lô to ha. Dạ hả? Dạ. Hello. Bữa nay đến cảm thấy không khí như thế nào? Cảm thấy rất là nhộn nhịp. Nãy giờ ủa sao tắt nhạc rồi? Em không biết có nhộn nhịp không? Thấy là mọi người rất là căng thẳng rồi đó nha mọi người. Căng thẳng. Mọi người đừng có căng thẳng. Căng thẳng là sẽ hát không có được. Hiểu không? Ăn hẳn là sẽ hát không có được để em cột cái tóc lên em nập á. Em bị nực á. Nực á hả? Ừ, nực. Dạ, em thay cái áo kia. Nhưng mà em cũng là con gái quen rồi hả? Dạ đúng. Nực chứ anh, tóc giả mà đâu phải tóc thiệt đâu. Biết sao không? Ở trong đây nó hầm á anh. Chứ hơi rất là chưa. Hả? Chứ em là bình thường. Em là quen rồi nha mọi người. Mọi người biết em phải không? Tên là Simlet nha mọi người nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho kênh của anh hả? Mễ Thuận và Sài Gòn Daily nha mọi người nha. Hôm nay có cái quyết tâm này giật giải hả? Không em mua giải luôn. Mua giải luôn. À 2.7 2.750. Dạ. Em xin mua giải trước rồi nha mọi người nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho đoàn và ủng hộ cho em cho mọi người nha. Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Hời nha mọi người nha. Thấy vui rồi đó. Dạ. Còn về hát Lô Tô là em có kinh nghiệm gì nhiều chưa? Có rồi. Kinh nghiệm có. Cái nhóm của chị Cát Thi với Hồng Quỳnh Hoàng đúng không? Dạ. Có kêu Lô Tô rồi và có hát rồi nha mọi người. Nên em không có sợ sân khấu lắm. Dạ. Em quen rồi. Rồi hy vọng cả nhà ủng hộ cho Simlet nha mọi người. Hello. Khá là đông nha mọi người ơi. Không khí rất là trộn rộn. Đây bạn này nè. Quen người quen nè. Tự nhiên không nhớ cái tên. Năm ngoái là hỗ trợ bạn đi thi, năm nay là tự em đi thi luôn. Bạn có thi không? Kia đây. Có luôn. Ồ, một cặp đôi luôn. Sao quyết định là làm con gái vậy? Đam mê là nó trong máu rồi. Vậy đó hả? Dạ, giờ là nó phải bùng cháy rồi. Giờ phải bùng cháy. Giờ tới lúc rồi. Dạ, tới lúc rồi. Cái thời là mình không giấu được nữa rồi. Hình như là anh thấy hai đứa cũng rất thường xuyên live stream Lô Tô mà đúng không? Dạ, lúc trước là bên công ty phụ là em cũng có làm online của công ty. Ờ. Dạ. Đợt này lấy nghệ danh là gì đây? Dạ, Hoàng Trúc Bảo. Hạ. Trúc Hạ. Dạ. Bạn này giờ Du Yên. À Du Yên. Dạ, hello Du Yên. Năm nay trở lại với quyết tâm như thế nào Du Yên? Dạ, năm nay trở lại với quyết tâm cao độ hơn, năng lượng lớn hơn. Hy vọng là kết quả sẽ khác. Ừ. Năm ngoái là cũng lọt vô được. Dạ, vòng trong mà. 15 nhưng mà còn top 13 để vào vòng trong á thì lại lần nữa lại. Ờ. Dạ. Hơi tiếc một xíu. Năm ngoái là cái lỗi là hát không bắt mic lắm đúng không? Dạ. Ờ. Thì em có luyện tập cái đó không? Dạ. Em nghĩ cái đó cũng có cải thiện cho nên là em cũng cố gắng thôi. Ừ. Dạ, thì mình biết được điểm yếu của mình thì mình cố gắng mình khắc phục bằng nhiều cách. Nhớ không phải công dân. Dài quá. Hai bạn này rất thường xuyên đi xem Lô Tô Sài Gòn Tân Thời từ lâu rồi nha cả nhà. Dạ. Đợt này là quyết tâm vô đoàn luôn. Hồi sân khấu là Rubik's Zoo. Rubik's Zoo đúng không? Dạ. Ok. Năm nay thấy cũng đông đó nha. Dạ. Có người quen cũ không ta? Cũng có một vài bạn cũ. Số báo danh bao nhiêu? Dạ, đang đợi lấy. À, đang đợi. Đăng ký xong mới có đúng không? Dạ. Luna Lumi năm nay thi lại nha cả nhà. Dạ có thi lại mọi người. Quay lại lần nữa nha mọi người.
quay lại lần nữa. Quay lại. Tiếp tục quay lần còn lần. Sẽ có hai giải, một giải là dơ lại lần nữa, một quay lại lần nữa, dơ lại lần nữa là dơ số. À, đang thiếu người dơ số kìa. Oh. 027 luôn đâu, Quỳnh đến từ Kiên Giang. Không, em đi chót. Mấy bạn cứ đi trước từ từ. Dế chót. Thật là dế chót. Dế chót buồn. Giờ đó có đầu người ta mệt, ta buồn ngủ hết trơn, mày để ý. Có thể là bạn giám khảo cho hẳn luôn. Hai em lòn quá. Nguyên cái tết mà tụi em làm á, tại sao tụi em cày là để đầu tư cho chương trình rồi. Đúng là à. Để đứt tót thôi chứ không phải là để đầu tư chân phục. À, cái tiền hôm bữa chúng dạy đó để mua giày luôn. Không, mọi người thì muốn giày vẫn còn lỗ 800 nha. Làm được mười mấy triệu dùng hết. Không, nhưng mà là để đút lót chứ không phải là để mưa mà mình áo chân một tóc tay. Lòn tay hả? Em phải bù thêm đó. Nhưng mà trong ba giám khảo em lòn ai? Hết ba giám khảo luôn. Hết ba người luôn hả? Không phải thiếu lỗ thêm nữa mà. Chị Dung là có đăng tài khoản thêm 40 giám khảo. Không, lòn mấy người đó chỉ là... Chị Dung ghê quá vậy. Cuộc thi có mấy tập vậy? Em nghĩ sao nó không có nếu mà em tự tin về cái phối là tức đụng mà chiến đấu với anh Phan đó chị sẽ lót cho cho chị lộn em sẽ dẫm đạp lên dư luận mà sống lúc nào phải là không chị sợ dư luận không sợ chứ em khán giả mình sống mình đó em sao vậy chị chết rồi giám khảo kìa đi từ từ giám khảo xuất hiện vậy chị lộ dữ rồi mọi người ơi. Ôi. Một bên vẫn còn bó bột luôn đó mọi người. Dạ, bỏ đi luôn. Trời ơi. Trời ơi, sao không dắt vô? Cũng ngại. Hello, hello cả nhà. Ơi, con cuốc hộp cái động vậy. Rất tuyệt vời. Cái này là chiếc xe đẩy ra mấy chỗ. Liệu ơi. Dạ. Cái lượng đó chị vậy nhỉ? Chị lộ lành cái xe lăn mà đứng đá hết đi. Đứng đá hết đẩy chiếc xe lăn đẩy đi. Trời, nó có ý tưởng kìa. Rồi, mày để ra xài luôn cái đó hay gì?